khiến outfit bình thường của bạn trở nên thu hút hơn. Sự kết hợp giữa quần âu và áo blazer vốn là công thức mix đồ quen thuộc của hội chị em công sở vào mùa thu đông. Tuy nhiên, mỗi món đồ mega đem đến sẽ không bao giờ là nhàm chán và đơn điệu. Tham khảo ngay mẫu áo blazer mới cập đến này nha. Màu nâu rêu là sự kết hợp hoàn hảo giữa tông màu nâu nhạt và màu rêu hơi xanh xám khá nổi bật. Một chiếc áo gam màu này sẽ giúp nâng tông da tốt hơn cho người mặc. Điểm khác biệt của chiếc áo nằm ở thiết kế tinh tế trong từng chi tiết, như họa tiết theo tỉ mỉ trên ngực áo tạo cảm giác sang trọng và một chút vintage. Phần cổ vest nhỏ nhắn vừa phải giúp chiếc áo trở nên nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Những đường may trang trí trên thân áo cũng là điểm cộng giúp em nó trở nên khác biệt, và điểm nhấn thu hút hơn cả chính là phần gấu tay áo được may cách điệu. Sán màu gấu lên sẽ thấy lớp lót lụa họa tiết chữ tông nâu cực kỳ nổi bật và lạ mắt. Mẫu áo có thêm một phiên bản màu đen dễ mặc cho nàng lựa chọn. Mix cùng một chiếc quần tây màu đen dáng suông basic, mặc khách dáng cực kỳ bởi độ rộng vừa phải, phù hợp với tuổi của chị em mình. Quần được phối quá xích kim loại mà vàng nâng cấp sự sang chảnh. Với chất liệu tuyết si hàn quen thuộc, khách yêu sẽ không bao giờ phải lăn tăn về chất lượng sản phẩm về tay. Áo mềm nhẹ mặc lên chuẩn form dáng lắm nha. Quần tây cũng được may chất tuyết si cao cấp sẽ mang lại sự thoải mái chỉn chu cho người mặc. Với một bộ outfit đậm chất công sở thế này, chị em chọn ngay một đôi sandal cao gót hoặc một đôi boot da khắp cổ cũng là một sự lựa chọn hay ho để chị em trải nghiệm. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mẫu thiết kế thời trang mới nhất nha.